Này mới về cái bao 99 chuẩn bị test cho anh em nghe tiếng nổ này nè. Bao này còn đẹp tới cổ luôn em ơi. À, trong này. Đây. A7 nha nè. Chính là có 4 chấm nhỏ nữa nè anh em, mà 4 chấm nhỏ trong nó có lợm thịt lòi lên nha. Vỏ lon nè, vỏ lon zin nha anh em. Chưa hai lần nào. Bên trong nó thường hay bị cấn cốt anh em. Nè, cốt này nè, thường anh em quay ngược nó hay bị cấn đó. Phải bên đây quay qua nè. Bên kia quay qua nó lòi, ốc qua nó cấn rồi. Bô này cái nước gam nó còn đen hôi luôn anh em ơi. Nó bị xước xước nhẹ nhẹ ở đây mấy đường. Rồi để mình test xong mình báo giá cho anh em luôn ha. Bỏ trên đây đi, bỏ dưới cấn chặt. Bộ gam nó cài hiếm lắm anh em ơi. Ít có bộ gam đẹp. Quá tiền anh em ơi. Này khi bán là mình phải cho phải có cái miếng này lắp vô nghe nè, miếng zin nha. Tại vì bây giờ mình test mình để ở ngoài cho anh em thấy rõ cái đồ đẹp của nó. Hồi xưa cái gác chân anh em nó bị quẹt nhẹ ở đây chút xíu nè. Không sao, nhẹ hả?
nên em nào có cần nghe này cứ alo liên hệ mình nha, giá ra đi là 3 mấy triệu nghe anh em, 3x. Đây, anh em cần liên hệ mình. Rồi, cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ rất nhiều anh em. Anh em có cần đồ gì cứ alo liên hệ mình. Rồi, chào mình.